tử tế thì mày đứng đây, còn không mời mày ra ngoài đường. Không được phép đứng ở đền quấy phá. Bà, thấy con vào không quấy phá gì không? Con vào con lễ sái đúng không? Là ai làm gì? Ai làm gì ông? Mày đứng đây đứng yên là mày làm gì thì nhà đền đây? Ông vừa quát con tôi. Con tao chứ cũng không phải nhưng con mà nó đang ở với tôi và đi cùng tôi đến đây để lễ. Cái gì? Nó mà hư thì tao bị nó làm gì bà? Bà tôi lấy bà ấy. Bà tôi lấy là vào đây vào đây làm gì không mà hư? Mày nghĩ đấy mày làm gì? Tôi lấy là vào làm vào đây làm gì? Mày đi mày làm gì? Tôi lấy lễ thánh cái gì? Mày ra ngoài đường. Nó đi có. Tao đang bảo mày đang quấy phá nhà đền, tao yêu cầu mày ra ngoài đường. Quấy phá à? Mày đang làm gì đây? Con này, mày lấy thánh không con? Mày đang thắp hương đúng không? Thắp hương cái gì lại mày? Như là con thắp hương. Con để đạo đức giả như mày thắp hương cái gì lại mày? Đạo đức giả hay không của thánh chứng minh? Phật thánh chứng minh tao nhiên đéo cho mày lễ đó. Ra cho mày mời mày ra ngoài đường. Còn mày thích tử tế, tao chấp nhận cho mày cái thỏa thuận đấy, hiểu chưa? Bây giờ bê mâm lễ hết rồi được. Tao mày đang tử tế thì mày tử tế đấy, hiểu chưa? Còn không tao lôi mày ra ngoài đường đấy. Bây giờ ông bê mâm lễ hết rồi được. Tôi đồng ý không lễ luôn. Tao không cần biết mày lễ cái gì cả. Mày có tử tế hay không nào? Tử tế gì á? Ai là tử tế? Ông quát nó khác tuổi là con lên ra đây với tôi. Còn cái thế gì mày đứng đó mày cãi nhau gì để tao? Tôi bảo là bây giờ ông vay là ảnh hưởng đến tôi. Thằng mày nó gọi điện cho tôi. Ra thì kệ mẹ nhà mày. Tôi chỉ bảo là ông mày đừng có đứng đây cao ngồi bên cho tao. Đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Anh đi ra. Em bảo lễ đi. Mày có lễ không hay là tao cho mày ra ngoài đường? Mày hất nó mông cơm mà mày hất mông đấy ra ngoài. Tao hất mày ra chứ tao không hất ai, biết chưa? Anh hiểu em. Bây giờ mày lại có đứng ở cửa lên đền. Mày định làm đàn à? Ai làm đàn? Ai làm đàn? Có ai làm đàn không? Mày làm qua. Đây. Ai để tao đưa ra được? Bê ông mồm nó hết rồi được, tao đi ra ngay. Cái con này nó không biết đạo mồm lồn. Mày bê ông nó hết rồi được, tao đi ra ngay. Cái loại ấy. Trời ơi, mày lấy đánh cô á. Thủ nhau đuổi á. Con lạ. Mày đuổi mày ạ. Đuổi nó ra. Con này, con bé ơi, con làm gì không? Chị ơi, em bé làm gì không? Nó quát con với em đúng không? Em bảo là tôi đừng quát cái lửa. Con này ra lấy mẹ. Em bé em lễ thánh. Chứ không phải về để đánh con. Hả? Con ơi. Ai chửi? Bao nhiêu người đây ai chửi? Thôi con chở hết con bé ra ngoài. Em đéo bao giờ em lễ luôn. Rồi con này. Em bé em lễ thánh. Lễ em đéo hết con lôi gì đâu. Ôi, lôi hổ cái. Lôi hổ cái. Lô hộ gái. Tao ơi. Mày ra ngoài đây, biết chưa? Đi ra ngoài đây. Cái ngu cái con phò à. Ôi, phò à, đéo biết đâu là làm phò chứ không cho vàng về đây đâu. Mày có ra ngoài đây không? Mèo ơi. Mày có ra ngoài đây không? Tôi không ra, đèn thánh tôi lễ tôi không ra đây. Mày có ra ngoài đây không? Ông mang cái tờ ông đây, ông đành lên, mang cái tờ ông đây đây. Trời, là đèn thánh này. Tôi không ra đây, ông làm gì tôi? Tao bị ông cầu mày ra khỏi đèn. Tao không ra khỏi đèn, mày hất mày lên ra ngoài, tao ra ngay. Mẹ, tao hất trời, tao bị quay. Thôi, tao thích quay đi. Không làm thế, tao bê ông lên à. Tao bê ông lên à. Không phải nữa à. Thôi con, bê ông lên, tao hất trời được. Cái con này. Em không làm gì cả. Tao yêu cầu mày ra khỏi nhà tao. Tao không ra. Nhà tao không biết đuổi mày. Tao đang ở đèn, nhà mày đâu? Đèn của tao. Mang giấy tờ ở đây tí. Đéo con mày à? Mày muốn phò à? Chú có làm được không? Mày cứ đi vào giải quyết. Đi vào trong. Không cho con này lễ cái gì cả. Từ hôm nay trở đi nhá. Tao bị yêu cầu không cho mày được. Tao bảo rồi, mọi người đổ hôm đấy ra khỏi đèn. Tao sẽ ra.
mày ở bên ngoài đây mẹ. Mày ngu, mấy mày không làm được bây giờ ấy. Lần sau nó sẽ làm lại, hiểu chưa? Cái ngữ cho con này đi. Phải đổ nó rồi nó ra ngoài phải đổi đây em. Không có cô nào chứng trước lại này cả. Ừ, đúng rồi. Bây giờ lại cô xứng đáng, lại cô xứng đáng. Thôi để em bảo. Kia tao yêu cầu người ra khỏi đây. Làm cái lúc ơi, anh túng cổ người, anh đánh người ấy này. Anh đi ra, anh để em đi ra, anh bỏ ra. Bỏ đi ra đi. Tủ nhang đèn cô bơ lại, đổ hết mâm lễ của chị này em ơi. Thế này. Chị tăng lễ này. Đấy. Chưa? Đấy. Tăng lễ thái ngay làm gì ở đâu. Đấy, nó chửi mình là phò, nó đuổi mình. Đấy. Đấy, chửi cả người ta này. Đấy. Đi về con này. Con lại cô. Con bái con lại cô. Con bái con lại cô. Em ơi, đang lễ thánh người ta cho lễ thôi thì mình đi về em ạ. Con này mày ra khỏi đây ngay. Không phải đuổi, người ta tự ra. Ra chưa? Ừ? Mày đi vào đi, bẩn ở đây ai ra? Cháu đã hất con lễ. Cháu hất cái quần này, đuổi con này ra chứ ai dám ở con người ta. Con này mày ra khỏi đây đi lên. Cháu hất bông đen của nó. Anh ơi, anh Thắng ơi, cửa ơi. Nói chửi bà đấy. Cháu hất bông đen của nó. Con này mới ra chưa? Con ta phải lấy phép. Con ta phải lấy phép, con ta mới ra được. Ra đi. Bà ơi, lấy của cháu bà gói lại đấy cháu. Bà gói lại đấy cháu mấy. Con nó chờ tí mình đánh chết cô. Con này không làm gì quá thì con đổi ra nó. Nó để ra thịt mình đấy. Trời ơi, người ta thân sao thân gái này làm sao này là yếu đuối làm sao ăn thịt được người. Đi ra hả con? Bà gói đồ lễ vào, cháu bảo lễ rồi. Mày không được phép bước lên mà đèn để mày lễ nữa. Đèn lễ rồi. Mày tao cho phép. Mày nhá, mày cứ bước trên đây tao hất đúng đầu ra. Mày lên đây lúc nào tao hất mày. Thế mày cứ mong mộ tao đến. Chưa? Mày cứ thích kia mày đến đi. Ồ. Con này mua con này. Con mày đến đấy, tao gọi công an luôn bây giờ này. Ôi thoải mái đi. Lễ đi bà, con này mày. Ồ. Thôi hỏng hết rồi. Bà là cháu mang nó cửa, mang nó cửa trong hóa. Mang cái cửa trong lá nào. Nhưng mà bây giờ hỏng hết này làm gì đâu. Bà mở cháu này ra đây. Cháu đang bị túm tay hơi bị đau ấy. Túm tay đi, bỏ mày ra tử tế mày không ra được đâu gì. Tại sao đuổi đèn thánh cả mày đuổi? Đèn của thái. Tại sao tao phải ra? Tại sao tao phải ra? Mày đến đi, nhà tao mày làm loạn thêm. Nhà mày đâu? Tao đứng ở trước cửa đèn. Tao lễ thánh. Đèn này tao làm chủ, tao không cho phép mày làm loạn. Mày hiểu chưa? Tao chả làm loạn gì cả. Tự mày cứ gào lên. Gào cái gì? Hả? Mày tử tế cho người ta bao nhiêu lần không ai người ta nói mày, hiểu chưa? Khi nào là không tử tế? Mày không bao giờ mày tử tế. Hả? Cứ lại mày vào cái chữ đó con phò à? Rồi, ừ tao là phò đẻ con. Chứ mày. Mày tử tế, mày xem ai người ta làm gì mày? Hả? Sao nhở? Xong rồi thôi đi. Xong rồi mày. Không, là tao chửi em con phò, em đéo được rồi. Lòng thanh tử em mà em đéo đồng ý rồi. Từ lấy rồi, không lấy câu nào nữa đâu. Anh phải quên. Bây giờ bắt nhớ là anh đi bẻ con thằng lai. Bây giờ đi bẻ thằng lai chửi tao là con phò. Tao chửi mày vì mày chửi tao. Tao chửi gì? Tao chửi cái gì? Hả? Tao chửi cái gì? Mày đứng đứng làm gì? Hả? Tao hỏi đi mày à, thằng nào chúng ta con phò à? Tao chửi đi mày đứng tao. Đi mày bây giờ đi tao. Hả? Mọi người ơi, đi mày bây giờ tao chửi tôi là con phò. Hả? Có loại thủ nhân nào có bao kiểu thế à? Hết đồ người ta như vậy à? Khốn nạn. Đấy. Rồi, có con gái ở đây á, nó còn đánh đuổi, nó còn chửi. Đuổi cả hai mẹ con. Con tao đến giờ phút này tao lui 100% đấy. Tao vẫn lui đấy. Mày lấy cái lồng này, tổ ừ. Sư cho mày. Một cái lồng đây mày, để hắn nó đấy. Ra đi, mày phải ra nhà đi. Ra khỏi nhà tao. Đừng có động người tao. Ra khỏi. Đừng có động người tao. Mày còn đỏ đất nhà tao, biết chưa? Tao là đất đèn. Mày ở đất đèn đấy. Ờ. Mày ra khỏi mẹ, mày khỏi cái đeo. Mày chửi bố, mày nói phò đấy, thằng chó à. Anh để nguyên, em mê ra em hóa. Đồ lấy của em hỏng. Là em theo hóa cho anh xem. Đứng đấy mà gào mồm lên. Làm gì đâu mà gào mồm, đéo đứa nào gào đâu. Mèo mà chửi khác là phò ông nhìn lại mình. Phúc vẩn, kêu nói chuyện.
Được cái anh đang tức giỏ nó làm cái gì được? Ai làm gì cái đấy hả? Bố mẹ có cho không này, nghe chưa? Không được đấy, 150 triệu cũ mày phải làm cái này. Tổ sư cho mày. Tổ hốc của tao đi, mẹ em lừa tiền. Không cái lồn, cái này này có cái lồn. Ồ, có cái lồn, đúng rồi. Mày có cái gì mà mày lừa đó? Ồ, đúng rồi, mà hỏi bọn nó có rất lồn, thì phải đứng nó đèn đi. Bố, cái thằng xúc vật của nó nói chi à? Con có đồ xin đi mà làm gì? Ô xin, ừ, tao đi bị ô xin mà làm cho mày đẻ con mày đó, còn mời ăn mày, bố xúc vật. Ra mồm ra mà nói. Thì mẹ nhà mày cái loại mày á, hàm hoa đéo thì mày chê hết người ta. Mày có thích ở đây cửa đen đấy mày làm đâu? Bố, mày chỉ bố con phò, bố đéo đồng ý đó, bố đứng út chỉnh áo mày đấy. Mày thích làm sao? Mày thích làm sao? Đi mẹ, trời con phò chứ, bố có loại xúc vật. Em đéo đồng ý đi, bèo sách xúc phạm tất cả người khác như vậy à. Hôm nay vướng con em thôi. Bà Tranh ơi. Bà Tranh. Cháu đã chờ bộ nó dài nhá. Phải đốt hóa thì cô mới nhận được, cô mới chứng được. Con ơi, con cầm mẹ mẹ, con mở cho mẹ. Sao đi ra con? Đi ra bỏng rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi cho nhà mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ cho nhà hàng với mẹ ơi. Làng lớp ơi, bây giờ ngồi đốt vàng má không? Ở cạnh bên cửa đèn đây nó không cho đốt, khổ lắm cơ. Nó còn đánh nhau cãi nhau với bà em cặn như này. Bà Thanh ơi, bà có bị làm sao không? Nó bị lót hết đồ vào người không? Lót đồ con ra vào bà. Cô phải nói to lên chứ cô mới nhìn thấy. Cô nói to như thế được, bây giờ đang ngá đây. Đâu để đâu? Cháu này sợ cô không ngá. Cháu này cứ ngồi đây bố. Thôi thôi nhờ bà Thanh đây. Mày gào mồm, mày nói linh tinh nữa nhá, đéo có 1.000 nào đâu, mày đã pháo hợp đồng mở hiểu chưa? Mày cứ làm đi! Đéo có 1.000 nào đâu! Tao thách con áo mày đây, mày làm gì? Tao thách, mày xách vào đây! Ờ, thì mày mang luôn vào đây! Mày cứ làm đi rồi tính! Mày cứ nói đi, tụi tao cho mày xem! Ờ, rồi, ok! Đéo có 150 triệu đâu! Ờ, này! Yên tâm đi! Ừ, bật mẹ mày lồn ra! Mày à mày còn gáy gáy đi, giả mồm! Ờ, tao mày đi, tao làm phò ở đấy, làm cái gì? Mẹ mày ăn hết cả cả. Ô, có cái thằng nào ăn cái lồn trong cái lồn ngoài của con mèo. Kêu là cái gì? À mình làm oxin, ừ là làm oxin đấy. Bố mày làm oxin ở đèn đấy, nghe chưa? Ok. Này, chú Thắng ơi, chú để ý đấy, gần đây thằng này nó khốn nạn lắm. Đó, người già người trẻ không đâu mà làm nó chửi hết. Đấy. Cháu ơi, chú như vậy đấy. Đang nghe, đã bị luôn. Chú Trang, mưu đứng đây, chào mẹ tí, đâu lo lắm. Lúc bao nhiêu lông lồn rồi. Đấy, lúc bao nhiêu lông lồn rồi đấy. Bà cho con xin đến nước được không? Con vẩy vẩy một tí. Vâng, bà bảo cho Kim con xin đến nước, con vẩy vẩy tí đốt cho nó xong. Em ơi, chị đang đốt đây này, đang bị đau hết cả tay đây. Đứng ra. Lui vào. Vâng. Thôi đi rồi. Cái này thôi thôi bà áo. Đồ ơi. Nhà mình cũng có. Con bị khẩu trang vào đi. Nha. Trang không đi về con. Bà áo ơi, xin đổ con tí nước rồi con đổ vào đấy. Này là Trang Trang cái bánh đi xong rồi đằng lòng bị hất rồi. Con bám người một tí chia về. Tiền mình bỏ ra lễ mà. Cho tao. Bà đã cháy. Thôi rồi, cháy hết, cháy hết. Ôi, vui ra cho con. Xong rồi tí bà kem máu cho con nhá. Xong rồi tí bà ngồi mắng. Con xem kệ mày. Anh vào bà cháy nói. Mày đốt được mày. Tí cháy ống cho bà là mai có điều cô nói. Nói kệ mày. Đâm vào là xịt lốp đấy nhá. Vâng, đâm vào là xịt lốp quá cho anh. Ồ em ơi, chú đi về thì cả mới đau tay quá. Chị con đang kiếm được quá hả chị này. Bà hộ con nhá, con đi về đấy. Về đi.
à? Thôi mang về là họ cũng không cần mà. Rơi đổ mang về lọc mình ăn hết. Con mình có trang không ạ? Sạch không bà? Sơ vừa đổ ra còn sạch không? À, bà thắng nói rồi, thắng á. Cơm sao có? Con đi về đi. Đi về đi Trang ơi, về nhà Trang đi. Ừ. Đi chơi con. Chào chú Hương đi về đi. Chú Hương. Con đi về đây. Em đi về đây.